Bác sĩ Lathali là ai? Người ta đang nhớ đến Lathali là người khơi mào các drama dậy sóng showbiz nhiều ngày vừa qua, mà quên mất rằng, hoặc không biết rằng, anh là ai và sự nghiệp như thế nào. Những ngày vừa qua thì Lathali đang là nam nghệ sĩ làm láo loạn showbiz bởi những màn khẩu chiến liên tục ở trên mạng xã hội. Và chưa kịp giữ ồn ào với Ngọc Trinh thì đã sang Cao Tài Sơn rồi tới cả Xuân Loan, và những màn đốp chắc cả lại khiến cộng đồng mạng quá mệt mỏi. Và chưa dừng lại ở đó, sự việc còn thêm phần căng thẳng khi Lathali còn dọa dẫm sử dụng bạo lực hay là tuyên bố kiện Ngọc Trinh ra tòa và đòi bồi thường số tiền lên tới hàng chục tỷ đồng. Và không biết drama showbiz này sẽ đi đâu và về đâu, nhưng việc những người có tiếng trong showbiz, các nghệ sĩ cãi nhau qua lại nhiều ngày đã làm cho Vbiz càng trở nên xấu xí một cách vô cùng. Và có lẽ người đáng phải nói nhất chính là Lathali. Có người biết, nhưng có rất nhiều các bạn trẻ không biết tới Lathali là ai mà lại giàu có và có tiếng tăm và mạnh mồn trong showbiz đến như vậy. Còn về phía của Lathali, người mà đang làm loạn thế giới nhưng mỗi lần anh livestream là khoe giọng hát. Và đúng là như thế, Lathali là một ca sĩ và thậm chí là một ca sĩ có thực lực. Dù hiện tại thì Lathali không còn hoạt động quá nhiều ca hát, nhưng anh cũng từng là một nam nghệ sĩ được rất nhiều khán giả yêu thích và xuất hiện tại các sân khấu lớn nhỏ trong và ngoài nước. Và để nói về sự nghiệp âm nhạc của ca sĩ Lathali, cũng có rất nhiều điều đáng phải bàn. Và giờ nhắc lại sẽ cho mọi người nhớ và bổ sung thêm những thông tin mà những ai chưa biết về Lathali. Lathali là người châu Á duy nhất lọt top 20 cuộc thi âm nhạc tại Pháp. Lathali được sinh ra tại Hà Nội, nhưng anh có khoảng thời gian lớn lên tại New York và tại Pháp. Ngay từ năm 17 tuổi thì Lathali đã trở thành gương mặt người mẫu trẻ và là nhân tố sáng giá của hãng hàng Elite Modern Manager. Và cho đến năm 2008 thì Lathali quyết định quay trở về Việt Nam và tham gia hoạt động của showbiz. Thế nhưng thì không phải vai trò người mẫu như thời điểm sinh sống tại nước ngoài. Lathali lại được khán giả biết đến khi trở thành ca sĩ. Việc Lathali có giọng hát thực lực cũng không phải điều quá bất ngờ, bởi anh từng có 6 năm học thanh nhạc. Và đặc biệt, theo nhiều nguồn tin về Lathali chưa được xác nhận hay là kiểm chứng, thì anh còn là người châu Á duy nhất lọt vào top 20 của một cuộc thi âm nhạc trẻ tại Pháp. Lathali trở thành ca sĩ Việt Nam đầu tiên có cơ hội quảng bá các dự án âm nhạc trên sóng truyền hình quốc gia tại Pháp. Năm 2016 thì Lathali đã trở thành nam ca sĩ đầu tiên của Việt Nam xuất hiện trên kênh truyền hình France 2, một trong tứ trụ của truyền hình quốc gia Pháp. Và tại đây thì anh có cơ hội được thực hiện phóng sự, quay talk show, quảng bá cho những dự án âm nhạc mới trên thị trường quốc tế. Và điều đặc biệt thì Lathali còn từng phát hành album bằng tiếng Pháp tại châu Âu và có màn kết hợp cùng với những nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu tại kinh đô ánh sáng Hoa Lệ. Lathali được biết đến là một ca sĩ có giọng ca thực lực, nhưng các sản phẩm âm nhạc thì không gây được sự chú ý. Lathali khi hoạt động âm nhạc tại thị trường nhạc Việt Nam cũng đã cho ra mắt một số sản phẩm âm nhạc và từng có khoảng thời gian học thanh nhạc chuyên nghiệp, nên giọng hát của anh có thể xử được những nốt cao chót vót nhưng không kém phần truyền cảm và tinh tế. Và một số các ca khúc được khán giả biết đến qua giọng hát của Lathali có thể kể đến một số các sản phẩm như là Tàn Vỡ, Tình Đồng, Cơn Sầu Dĩ Vãng và Lại Gần Hôn Anh. Và trong sự nghiệp ca hát của Lathali thì anh cũng từng cho ra mắt MV với những sản phẩm như là Hạ hay là MMT. Tuy nhiên thì các MV này đã ra mắt cách đây khoảng từ 5 đến 6 năm nên không còn nhận được sự quan tâm quá nhiều khi ấy cho đến thời điểm bây giờ. Bằng chứng là nếu như MV MDD đạt 1,3 triệu view thì MV Hạ của Lathali chỉ dừng lại ở mức hơn có 200.000 view. Và cho đến nay thì Lathali gần như đã dừng tất cả các hoạt động âm nhạc và không ra mắt sản phẩm và cũng hiếm khi xuất hiện tại các sân khấu ca nhạc trong và ngoài nước. Lathali là ca sĩ, nhưng liệu bây giờ còn ai có nhớ tới anh là một ca sĩ nữa hay không? Nói một cách thẳng thắn thì dù Lathali đã có tiếng tăm tại showbiz từ lâu, nhưng cho đến khi xuất hiện tại một loạt các drama thì cái tên vừa qua Lathali mới được nhắc đến nhiều nhất. Và số lượng status đang liên tục đọc không xuể, còn livestream đủ kiểu mà toàn các nội dung gây sốc và đụng chạm tới những người nổi tiếng tại Vbiz.
Và điều ai cũng bất ngờ đó là trong các buổi live stream đó thì Lathanly vẫn miệt mài hát và không hề quên nghề ca sĩ, mà hát cứ hát, và hát từ tiếng Việt sang tiếng Anh, rồi cover đủ các thể loại. Và lúc đó nhiều người hâm mộ mới nhớ ra rằng Lathanly cũng là một ca sĩ. Và chính vì vậy mà càng nhiều người đặt nghi vấn, và liệu sau khi nhận được sự chú ý của giới truyền thông hay là cực cộng đồng mạng thì Lathanly có nhân cơ hội này để comeback lại hay không? Và điều đó thì chưa ai biết. Tuy nhiên thì cứ một ngày Lathanly lại livestream đôi ba lần, và câu chuyện của anh kéo dài từ 1 đến 2 tiếng đồng hồ, nhưng không ai hiểu gì và cũng không ai muốn nghe. Từ việc chửi liên tục trong các livestream, rồi lại đến cả khịa, hạ bệ nhân phẩm của người khác, và hành xử của Lathanly đang khiến rất nhiều người phải ngán ngẩm. Và có hát thế nữa hay hát như thế nào thì người ta cũng chẳng thể xua đi được những hành động và lời nói của anh trong nhiều ngày vừa qua. Và nếu như trước đó khi nhắc tới Lathanly thì ít nhiều khán giả có thể nhớ tới anh là một ca sĩ hay là một nghệ sĩ của showbiz Việt Nam, nhưng từ những lùm xùm như thế này thì người ta chỉ nhớ tới việc Lathanly làm loạn showbiz mà thôi. Và không biết liệu Lathanly đang thật sự muốn làm gì khi gây gổ với từ người này đến người khác, nhưng hy vọng rằng anh sẽ sớm thức tỉnh và mau chóng dừng lại những hành động quá khích và trả lại sự yên bình cho showbiz. Lathanly nói gì về gia thế cực khủng, có mẹ là giáo sư, bố làm bê bộ ngoại giao? Lathanly lần đầu tiên chia sẻ về gia thế cực khủng xuất hiện rầm rộ trên truyền thông khi drama của Ngọc Trinh và Lathanly hay Cao Thái Sơn trở nên căng đét vì hàng loạt các tình tiết lùm xùm, thì gia thế của Lathanly lại bất ngờ gây được sự chú ý của cộng đồng mạng. Và trong một cuộc phỏng vấn với báo chí gần đây, tuy không gọi đích danh Ngọc Trinh hay Cao Thái Sơn, nhưng Lathanly khẳng định nữ người mẫu không cùng đẳng cấp với anh. Họ có gì? Tiền thì không có, họ chỉ có mấy cái like mà thôi. Và nếu có muốn so tiền hay không, thách so tiền với tôi luôn đấy. Tôi rất bận và chẳng có thời gian mà đi so đẳng cấp với những người đó, Lathanly khẳng định trước phóng viên. Mẹ là giáo sư ở trường kinh doanh ở châu Âu. Lathanly sinh ra tại Hà Nội và lớn lên tại New York, Paris. Lathanly trở thành người mẫu từ năm 17 tuổi và từng là gương mặt Á Châu sáng giá của nhãn hàng Elite Model Manager. Và năm 2008 thì Lathanly trở về Việt Nam và tham gia showbiz, và không phải với tư cách một người mẫu mà là một ca sĩ và một nhạc sĩ. Năm 2003 thì Lathanly là người châu Á duy nhất lọt vào top 20 của cuộc thi âm nhạc trẻ toàn nước Pháp. Tháng 10 năm 2010 thì Lathanly cho ra mắt album hát như là sự tri ân với mảnh đất Hà Nội nghìn năm văn hiến, chính là nơi mà anh được sinh ra. Mẹ của Lathanly là cựu hoa khôi Đại học Ngoại thương, tiến sĩ Marketing, giáo sư tại trường SCSP Business School, là một trong những ngôi trường lâu đời và danh tiếng nhất trên thế giới. SCSP Business School là một ngôi trường chuyên ngành kinh doanh của châu Âu với các học sở tại Paris, London, Berlin, Madrid và Turin. Năm 2012 thì SCP được xếp hạng thứ 10 trong danh sách các trường chuyên ngành kinh doanh ở châu Âu do tạp chí Financial Times bầu chọn, và chương trình cao học quản trị của trường được xếp hạng thứ nhất vào năm 2010 và thứ hai vào năm 2013 bởi tạp chí Financial Times. Mẹ của Lathanly có khả năng nói được 3 thứ tiếng là Anh, Pháp và Nga. Lathanly cũng cho biết bà cũng chính là người truyền cảm hứng cho nam ca sĩ theo đuổi sự nghiệp âm nhạc. Và trong quá khứ thì mẹ của Lathanly từng đại diện của Việt Nam tham gia liên hoan âm nhạc thế giới tại Nga và đã đạt huy chương vàng. Và trong một sự kiện gần đây do chính Lathanly tổ chức thì mẹ anh đã phát biểu bằng tiếng Pháp và nói rằng: "Điều quan trọng nhất, tôi muốn chúc quý vị sức khỏe và hạnh phúc. Không có gì khiến tôi tự hào hơn là những nỗ lực và thành tích của con trai mình." Bố là Vụ trưởng Bộ Ngoại giao, Đại sứ Trương Triều Dương. Mẹ đã xuất chúng và nổi tiếng như vậy thì bố của Lathanly lại càng nổi tiếng hơn. Bố của Lathanly không phải ai xa lạ, mà chính là ông Trương Triều Dương, đại sứ Việt Nam tại Tây Ban Nha, Philippines và Italia. Và ông Trương Triều Dương cũng là vụ trưởng ở Bộ Ngoại giao, trưởng đại diện quan chức cao cấp của Việt Nam tại Diễn đàn Á-Âu, kiêm thống đốc Quỹ Á-Âu. Ông là một trong những người hiếm hoi đạt danh hiệu đại sứ trọn đời cao quý,
và được hưởng chức danh này trọn đời đồng nghĩa việc những cống hiến của ông trong ngành ngoại giao vượt xa giới hạn thời gian của các nhiệm kỳ từng đảm nhiệm, và đảm nhiệm vị trí đại sứ tại nhiều quốc gia có quan hệ chiến lược mật thiết với Việt Nam. Thì bố của Latali từng đóng vai trò quan trọng trong các sứ đoàn thay mặt quốc gia đi đàm phán các hiệp định thương mại, nâng cao tầm năng lực cạnh tranh của quốc gia và đàm phán đến các vấn đề chính trị, kinh tế và quân sự, và là người quản lý tất cả các hoạt động và quyền lợi của người dân Việt Nam ở nước ngoài. Và ông cũng là một thành phần quan trọng dẫn đến thành công trong việc Việt Nam đàm phán vào WTO. Và chia sẻ về gia thế hiển hách của bố mẹ đều là những người rất nổi tiếng và xuất chúng, thì Latali cho biết: "Tôi rất yêu và tự hào về bố mẹ mình. Trước đây thì tôi không muốn chia sẻ những thông tin về gia đình, nhưng do báo chí tìm kiếm khai thác quá nhiều nên tôi mới nói. Bố mẹ vẫn là bố mẹ của tôi, dù cho họ có nổi tiếng tài giỏi như thế nào. Bởi quan trọng ở đây là tình cảm chân thành. Bố mẹ rất ít khi đọc những bài báo viết về tôi, nhất là những vụ lùm xùm tranh cãi gần đây của tôi với một cô người mẫu. Và tôi nghĩ bố mẹ cũng chẳng quan tâm đâu, vì họ đã quá bận rồi. Và chỉ có điều họ luôn lo lắng và sợ tôi làm việc nhiều quá rồi ảnh hưởng đến sức khỏe. Chứ gia đình tôi thì bạn thấy đấy, có rảnh mà tốn thời gian vào mấy chuyện không đáng là gì. Và tôi cũng biết bố mẹ tôi đi khắp thế giới để làm việc, nhưng giờ tôi mới hỏi chức danh, công việc cụ thể mà bố tôi làm thì tôi cũng không biết. Và tôi chỉ cần bố vui vẻ, khỏe mạnh là được rồi. Cha con tôi thì cũng thường xuyên gặp nhau, và mỗi lần ăn cơm chung thì chỉ kể chuyện vui chứ không hỏi han quá nhiều về công việc. Và tôi thường lấy đồ của bố làm, nhiều món đắt tiền, nhiều món lại có giá trị tình cảm. Mà bố tôi thì thương con nên cũng không quan tâm. Và nhiều lúc bố mẹ gọi điện hỏi con đang ở đâu đấy, về ăn cơm cùng với gia đình, thì tôi nói rằng con đang ở New York. Và hôm sau thì lại bảo con đang ở Paris. Và bố mẹ cứ chờ con bay tầm mấy chục tiếng rồi về ăn cơm, chứ không về ngay được. Và nói vậy để thấy rằng gia đình tôi sống như thế nào. Và những người không cùng đẳng cấp thì đừng có gì mà so sánh với tôi cả. Và khi được hỏi thêm về anh chị em trong gia đình, đặc biệt là cô em gái xinh đẹp, thì Latani nói rằng anh xin từ chối nhắc đến anh chị em. Và khi đến thời gian hay thời điểm thích hợp thì Latani sẽ chia sẻ thêm.